Sao mà trẻ thế? Dạ, không phải cô chú anh chị. Ngồi lên thứ sáu để tập hạ để tri ân á. Lên đầu tiên. Sao tặng cho nó đó. Ba lì xì mọi người sẽ được một cái ba lì xì đỏ nha cô chú. Ba lì xì đỏ nha cô chú. Bye.
Minh Tuấn hay cô chú anh chị ha. Thì còn cái lương của Quỳnh Long rất là chán luôn cô chú anh chị. Các nghệ sĩ lên ha, nổi tiếng không cô chú anh chị ha, rất là quý luôn. Tại vì thôi nói chuyện để cho cái tiếng nhạc nó loãng cô chú anh chị. Tại vì nhạc quá ở đây là có một cái nhà hàng nên nhạc hay nhiều, nhưng cô chú anh chị mong chú anh chị thông cảm ha. Thì hiện tại có chú Quỳnh Linh nên chú chú Linh Tấn, rất nhiều ca sĩ có chị Cát Phượng, chú Quỳnh Linh rất là nhiều của chú anh chị. Ở đây nhạc quá thì có thể là đoạn nào họ dưới nhân quyền họ cắt nha, mong chú anh chị thông cảm. Có thể là hỏi là hỏi là hỏi lọc nhạc vô. Cô hỏi mày không hỏi à, cô Lệ Thủy hay cô chú chị? Giống Lệ Thủy lắm, không phải Lệ Thủy đâu. Không phải Lệ Thủy của chị ơi, giống Lệ Thủy quá. Rất là giống Lệ Thủy luôn. À, cô chú anh chị nào mà biết thì comment lên trên cho hỏi ha. Tại vì nghệ sĩ cội nguồn hỏi cũng hơi biết, hơi không biết cô chú anh chị. Nếu hồi nào nghệ sĩ nào thì nhìn kỹ rồi phải Lệ Thủy không? Phải Thanh Hằng hả? Không phải luôn. Mẹ hát khán giả nói Thanh Hằng, chị Thúy Dung chị nói thì Lưu Nguyễn chị nói Thanh Hằng. Coi phải không? Cái cô bảo dài đó. Phải Hằng. Thanh Hằng là biết mà, Thanh Hằng là không phải Thanh Hằng. Có nào là Mỹ Châu không ta? Cô chú anh chị nào thì biết thì comment lên trên kênh của Thoại ha. Tại vì Thoại chỉ chia sẻ thôi chứ Thoại cũng những cội họ có thể cội nguồn họ cũng chưa gành lắm nha cô chú anh chị. Còn cái cô mà áo xanh xanh nè cô chú anh chị. Đó còn ngồi kế chị kế chú Hoài Linh đối diện với cái cô Cát Phượng. Lệ Thu Thảo không biết đi, tại vì em thấy cái nghệ sĩ này lạ quá em cứ rành đó. Cô chú biết là ai cô chú mình cứ comment ở trong cái đường like cho Dung ha, để Dung biết là ai. Mà Dung thấy là lớn tuổi rồi, cô chú khá là đứng tuổi ha. Mới nhìn sơ qua thì thấy giống Lệ Thủy nhưng mà không phải. Nãy giờ biểu đôi thì cũng các nghệ sĩ tặng quà lên ha cô chú anh chị, được tặng quà rất là quý luôn. Đầu năm xin lỗi là cuối năm được tặng quà rất là quý luôn. Ngăn tướng nằm phát biểu cô chú.
xuống rồi ha cô chú anh chị ha, các nghệ sĩ cũng xuống rồi, thôi cũng xin khép lại video, mong chú anh chị ủng hộ thêm một like đăng ký cô chú anh chị, tại vì cô chú anh chị nhạc quá cô chú chị ơi, thì có đón video tiếp theo ha, bye bye cô chú anh chị.